Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Dung Vlog chia sẻ với các bạn cách làm kimchi theo đúng điện Hàn Quốc. Món kimchi này rất là ngon các bạn ạ. Nói chung là ngày xưa mình cũng không biết ăn kimchi, nhưng mà bây giờ thì rất là nghiện kimchi. Ăn nó rất là ngon các bạn, rất là tốt và nó không bị chua. Nhưng mà ăn có thể kèm với rất là nhiều món, có thể ăn kèm với thịt nướng, có thể nấu canh kim chi với cả cá hồi, canh kim chi với cả thịt ba chỉ, rồi kim chi ăn với cơm trộn, rồi kim chi ăn kèm với các loại thịt nữa. Kim chi ngày nay thì rất phổ biến, nhiều người họ cũng coi kim chi như một món dưa muối của Việt Nam thôi. Ngày xưa thì ít người biết ăn, nhưng mà bây giờ thì nói chung là nói kim chi thì ai cũng biết. Nhưng mà cách làm thì rất dễ, nhưng mà không phải ai cũng biết để mà làm đâu. Nhiều khi mình thấy rằng đặt ở trên mạng một cân kim chi nó mấy trăm nghìn, thực sự là nó rất là đắt, nhưng mà làm thì chi phí rất là rẻ các bạn. Đây mình có một cây cải thảo thôi, một cây cải thảo mình mua có 18.000 đồng Việt Nam đồng. Rồi mình mua một củ cà rốt, một củ hành tây, một ít bột ớt của Hàn Quốc ấy. Đó, và một ít hành lá và một quả táo ép lên nước. Đó, mình sẽ rửa sạch cái cây cải thảo đi. Mình sẽ ngâm muối trong vòng, ngâm nước muối loãng trong vòng 6 tiếng. Mình vớt ra để ráo nước như này. Rồi mình sẽ cho vào trộn. Mình trộn với cả bột canh, bột ớt đỏ Hàn Quốc, bột ớt khô đó, một củ hành tây, một củ cà rốt thái chỉ, một củ cà rốt thái chỉ, một củ hành tây thái nhỏ, ớt bột thì mua ở siêu thị, cái loại ớt bột của Hàn Quốc nó rất là đỏ nhưng mà nó không bị cay. Đó, rồi một ít nước mắm, mắm ngon, một ít bột nêm, một ít bột canh, rồi một ít hành lá hoặc là hành paulo màu xanh, hành paulo hoặc là hành lá, thì mình cho trộn vào với nhau như này. Và một chút đường nữa các bạn. Gia vị gồm có một chút đường, một chút bột canh hoặc bột nêm, một chút mắm ngon, một chút bột ớt đỏ, một củ hành tây, một củ cà rốt thái chỉ và một ít hành lá xanh. Nếu là phải cho đường là ít thôi. Rồi mình sẽ trộn đều lên như này. Các bạn nhìn thấy không? Nó rất là đơn giản luôn. Hành tây thì có thể thái ngắt mặt cũng được, cà rốt thì có thể thái chỉ, ớt đỏ thì có thể là thái chỉ như này. Đó, và mình sẽ thêm một ít tỏi xay với cả gừng nữa, một nhánh gừng với cả vài nhánh tỏi xay. Thế là có tỏi, gừng, ớt bột ấy, ớt đỏ, cà rốt, hành tây, cải thảo. Nhưng mà chi phí một cái chậu kim chi này thì nó chi phí hết độ khoảng 30.000. Nhưng mà làm thì sẽ thu hoạch được tầm độ khoảng 2 cân cho đến 2 cân rưỡi, 2 kg cho đến 2,5 kg, tức là 2,5 kg kim chi thành phẩm. Đó, các bạn nhìn mình chế biến này, đó, các cái gia vị như mình vừa mới kể với các bạn đó, thì nó sẽ rất là đầy đủ. Nhưng mà khi mình trộn xong rồi ấy, thì chắc chắn là mình sẽ không được quên cho một chút cái nước táo ép ấy, hoặc là nước lê ép ấy, táo và lê ép lên nước cho vào, thì nó rất là ngon, nó làm cho cái kim chi nó rất là ngọt các bạn ạ, nó rất là thơm. Thế còn ở bên Hàn Quốc người ta còn cho cả một chút cá khô, tôm khô, tép khô vào lấy cái nước ấy, đổ vào thì nó rất là ngon. Và có nơi thì họ có thể rang gạo lên, họ lấy cái thính gạo rang họ cho vào nữa, rất là thơm. Đó là trộn đều lên. Nhưng mà ở Hàn Quốc những người ta làm chuyên nghiệp ấy, người ta cho cả bột gạo thính rang nữa, nó rất là ngon. Nhưng mà nhiều chỗ thì họ sẽ không cho như thế, mà như người Việt Nam thì họ không thích ăn kiểu cho gạo rang hay là cho cá khô hoặc là tép khô đâu, mà chỉ đơn giản như mình vừa nói đấy. Các bạn nhớ nhé, một cây cải thảo tầm độ khoảng một cân cải thảo, một củ cà rốt, một củ hành tây, một chút ớt đỏ, một chút bột ớt Hàn Quốc, một
củ tỏi, một củ gừng, một chút hành hành tươi đó, hành tươi, một quả táo hoặc là một quả lê, đó, bột nêm, nước mắm, đó, và mình trộn đều với nhau này, thì sẽ để trong vòng vài tiếng. Nếu mà mùa đông đó, trời nó lạnh thì mình có thể để nó trong vòng qua đêm, nhưng mà nếu mà mùa hè nóng thì mình chỉ cần để nó tầm được khoảng vài tiếng thôi, vài tiếng đồng hồ thôi thì cũng đã là nó lên men, nó đã chua rồi các bạn, nó lên men nó rất là dễ ăn. Sau khi mà nó lên men xong rồi thì là nó sẽ ngon, rồi mình sẽ cho vào túi, mình sẽ cất vào tủ lạnh, thế là mình sẽ ăn dần. Nó như nhà mình, làm có một cây cải thảo thôi mà chi phí vật liệu hết tầm độ khoảng 30.000, mà mình được độ khoảng 2,5 kg thành phẩm kim chi để ăn trong vòng, để trong tủ lạnh ăn rất là lâu, có thể để được cả tháng, nó rất là lâu đó. Ngon lắm các bạn, có thể là mình nấu canh kim chi, mình có thể ăn bình thường, ăn với cơm, hoặc là mình ăn thường với cả thịt nướng, nó rất là ngon, nói chung là rất là ngon. Và làm kim chi nó rất là dễ, mà ăn thì nó rất là đảm bảo về an toàn thực phẩm, khỏi phải mua ở chợ. Nhiều đôi khi cái nguồn của người chợ người ta bán mình không biết là người ta làm nó ngon hay không, nên mình ăn cảm thấy là không yên tâm các bạn ạ. Cho nên mình tự làm đấy, những ngày mà ăn ấy, thì nó rất là yên tâm, an toàn vệ sinh thực phẩm, các cái nguồn thực phẩm mà mình tự chế biến thì ăn rất là ngon các bạn ạ. Mình cũng chia sẻ với các bạn cách làm kim chi, nó rất là an toàn, rất là ngon, không phải đi mua, nó rất là dễ và cứ thử làm như mình dẫn vào xem, chắc chắn là sẽ có cái thành phẩm kim chi rất là ngon dành cho bữa ăn cho gia đình, có thể để vào trong hồ để tủ lạnh ăn dần cũng rất là ngon. Nó sẽ để rất là lâu, có thể 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mình để trong ngăn mát ấy, nhiệt độ nó mát hay lạnh thì nó giữ được rất là lâu. Cho nên là các bạn hãy thử cho mình món kim chi cải thảo đúng điệu Hàn Quốc để mình thưởng thức trong gia đình các bạn nhé, và chúc cho các bạn thành công trong món kim chi này. Và các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like, đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo. Mình sẽ làm bánh kim chi, cải thảo hồ, canh kim chi với cải thảo, các bạn ba chỉ, chỉ món rồi chả kim chi.